thưa bác sĩ ạ, nếu như mà người ta bị viêm thanh quản rất là nhiều, rất là dài, thì rất nhiều người có lo lắng rằng là liệu là cái bệnh này nó có dẫn tới ung thư không ạ? Thực ra thì những cái vấn đề viêm nhiễm lâu ngày thì người ta thấy lo lắng như vậy. Tuy nhiên là không hẳn là cứ viêm thanh quản này dẫn đến ung thư. Tuy nhiên là những cái thói quen xấu có thể nói rằng đó là một yếu tố nguy cơ. Ví dụ như những người lạm dụng đồ uống có cồn, ví dụ như những người mà liên tục ở trong cái tình trạng người ta hút thuốc lá và hút thuốc lào nhiều nhiều lần trong một ngày. Tôi nghĩ rằng ngay cả hút thuốc lá thụ động hoặc thuốc lào thụ động cũng là một cái ảnh hưởng rất không tốt đến sức khỏe và cái nguy cơ cao dẫn đến ung thư. Tuy nhiên là những cái người mà lại liên tục người ta liên tục hít cái hơi thuốc lá hoặc thuốc lào hoặc cái những cái đối tượng như vậy, tôi nghĩ rằng đó là cái nguy cơ. Còn trong những trường hợp mà người ta sử dụng giọng nói quá nhiều, nếu có những biểu hiện viêm nhiễm hoặc là có những cái dấu hiệu người ta cần điều trị kịp thời, khám tầm soát tốt thì không phải là chúng ta quá lo lắng, nhưng mà chúng ta cũng hạn chế để đảm bảo làm thế nào để giọng nói của mình được trong sáng hơn, tránh chúng ta khi sử dụng giọng nói mà đột ngột quá mức như la hét hoặc là chúng ta thí dụ như ở những người giáo viên mà dạy thời gian nó quá dài quá nhiều trong một ngày chẳng hạn, thì chúng ta nên phân bố thế nào đó để cái thời gian phù hợp, không có thời gian đứng lớp nó quá nhiều hoặc là những cái live show mà nó quá dày đối với ca sĩ chẳng hạn, thì đó cũng là yếu tố gây tổn thương đến giọng nói và gây tình trạng khàn tiếng. Dạ vâng.